Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe để chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn, các cô chú anh chị, toàn thể mọi người trong và ngoài nước. Và Vượng Hạnh cũng xin được kính chúc cho tất cả quý vị và các bạn, cô chú anh chị và mọi người trong và ngoài nước có một sức khỏe thật là dồi dào, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, thì như ngày hôm qua thì các quý vị và các bạn chúng ta cũng đã hiểu là cái câu chuyện của anh Mệnh Quỳnh. Anh ấy đi diễn tại uh, uh, Đức Quốc thì các quý vị cũng biết là nơi đó là cũng lạnh 35 độ F. Thì cái nơi này thực sự quý vị là nó rất là lạnh. Thì anh Mệnh Quỳnh cũng đã chia sẻ một số cái thông tin uh, cũng rất là đặc biệt liên quan tới cái lịch trình của anh ấy tại uh, Đức Quốc. Thì anh ấy cũng chia sẻ với toàn thể chúng ta thì sau đây thì Vượng Hạnh mạo phép xin được đọc lại một chút vì đã hạ cánh an toàn xuống Đức Quốc lạnh 35 độ F chúc toàn thể thế giới ngủ ngon và ngày mới an lành nha trời lạnh nên mũi bị đỏ mắt đỏ vì thiếu ngủ chứ không phải khóc than như thiên hạ mới nha thiên hạ nói nha thì khổ cho cái tấm thân nhỏ bé này giết rồi mà ai cũng ví như Quỳnh là một bức tranh vậy ai muốn vẽ gì cũng được dù sao Quỳnh cũng rất là vui và trân quý, còn được mọi người quan tâm và yêu mến. Cái thưa quý vị và cái bài đăng này thì được 71 lượt chia sẻ và 66 bình luận và trong đó có rất là những rất là nhiều những cái bình luận cũng cầu chúc cho anh mệnh Quỳnh có những cái chuyến bay được an toàn cũng như được hạ cánh an toàn và được mạnh khỏe và cũng diễn sâu được thành công. thì kính thưa quý vị và các bạn thì ngày hôm nay có những tiếp tục anh ấy có một số cái thông tin liên quan tới uh, uh, một số uh, ca nhạc sĩ ví dụ như là Hiền Năng thì sau đây anh ấy cũng uh, cập nhật một số cái thông tin cách đây vài giờ thì Vượng Hạnh TV cũng mạm phép đọc cho mọi người nghe. Anh em chúng tôi hai hôm nay chưa biết chữ ngủ là gì luôn. Thôi dáng cho xong nốt đêm nay với khán giả. Ở uh, cái chữ này nó là cái chữ uh, nước ngoài nó hơi khó đọc thì quý vị em cũng xin uh, uh, cập nhật tiếp. Uh, có cả ca nhạc sĩ Hiền Năng rồi mai mình nghỉ ngơi và tham quan. Mến chúc muôn nhà ngủ ngon và ngày chủ nhật ấm áp. Anh em của em bay đây. Đó kính thưa quý vị thì đây là những cái mà ở chúng ta được anh Mạnh Quỳnh cũng cập nhật lên cái trang cá nhân của anh ấy để chúng ta biết được những cái thông tin này. Thì kính thưa quý vị là sau khi anh ấy đăng tải cái bài này thì quản lý Diễm Phạm cũng lập tức vào để bình luận và anh diễm phạm cũng bình luận như sau anh năng em nhớ anh hay làm việc với chi đó thì cái uh, những cái lời bình luận này thì uh, tức là anh diễm, quản lý diễm phạm thấy uh, anh mạnh quỳnh đăng tải thì cũng lập tức vào bình luận và có rất là nhiều những cái bình luận uh, mong cho anh mạnh quỳnh và tất cả mọi người được uh, mạnh khỏe bình an và cái điều đó cũng làm chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc đúng không ạ đây là một số cái bình luận thưa quý vị Uh, anh Mạnh Quỳnh bay bình an lên máy bay tranh thủ chập bắt một chút nha thương anh hai Thương anh dáng ngủ chút đi anh để có sức khỏe mà còn đi tiếp nữa nhé Đó là một số những cái bình luận rất là thân thương để dành cho anh Mạnh Quỳnh Và có rất là nhiều những cái bình luận uh, cũng mong anh Mạnh Quỳnh được bình an Và được uh, diễn live show được uh, thành công tốt đẹp thưa quý vị Và kính thưa toàn thể quý vị thì... Uh, Tất cả những cái người ở uh, uh, Đức Quốc thì cũng uh, sau đó cũng đã gửi lời và cũng chúc cho anh Mạnh Quỳnh là sang năm mới có nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống cũng như là sau này có nhiều cái live show để tiếp tục cho mọi người trong và ngoài nước được uh, xem cũng như là được thưởng thức. Thì thưa các quý vị là sau khi anh Mạnh Quỳnh đăng tải bài này thì quản lý Diễm Phạm cũng ngay lập tức uh, vào bình luận và cũng chia sẻ một số cái như vậy. Thì Vượng Hạnh vừa cập nhật cho mọi người cũng nghe đúng không ạ Thì anh Mạnh Quỳnh trong cái thời gian vừa qua Thì cũng sáng tác được rất là nhiều những cái ca khúc Mà để cho đàn gà con à, Sau này có những cái live show Để cho đàn gà con tiếp tục uh, học Và tiếp tục để uh, hát những cái bài hát này Để sau này uh, gửi gắm cho ba Diễm Phạm Để ba Diễm Phạm có thể truyền đạt lại cho đàn gà con của uh, Diễm Phạm để cho Tuyết Nhung thiên Ngân để tập duyệt trong những cái bài hát mới này và có rất là nhiều những cái bài hát mới sắp được ra mắt thưa toàn thể các quý vị. Và kính thưa tất cả quý vị và các bạn thì như cái thời gian vừa qua anh Mạnh Quỳnh các quý vị cũng đã biết rồi ạ, anh ấy sáng tác rất là nhiều và cũng thường xuyên um, gọi điện và cũng như là um, tóm lại là nhắn tin cùng với Tuyết Nhung và thiên Ngân và gửi cho các con rất là nhiều những cái bài hát mà những cái bài hát rất là hay thưa quý vị. Thì Tuyết Nhung Thiên Ngân đang trong cái thời gian mà tập luyện cũng như để, để thuộc lời và thuộc giọng điệu để sau đó để học hát thật tốt để uh, cống hiến cho quý vị khán giả, cống hiến cho toàn thể bà con cô bác và cô chú anh chị trong ngoài nước những cái ca khúc thật sự là rất là hay. Thì ngày hôm nay có một cái thông tin mới nữa thưa quý vị, đó là quản lý diễm Phạm đã đưa uh, bé Phi Như, bé Chí, bé Đạt cùng đàn tóm lại là đàn gà con đã đi tắm biển. Thì ở trong cái video này thì vừa rồi thì quản lý Dương Phạm cũng đã gỡ đi rồi thưa quý vị. Và Vượng Hạnh cũng chỉ uh, cập nhật được cho quý vị nghe một số cái thông tin uh, về cái đàn gà con này. Thì quản lý Dương Phạm sau khi uh, phát trực tiếp là có bé uh, Chí, bé Như, Phi Như, bé Đạt và toàn nói chung là đàn gà con uh, được đi tắm biển. Thì các quý vị uh, có thấy gì ở cái câu chuyện này không ạ? cái câu chuyện này là tức là trong cái thời gian mà cố ca sĩ phi nhung của chúng ta đã qua đời cho đến ngày hôm nay thì cái sự thiệt thòi của đàn gà con thật sự với quý vị là không hề nhỏ cái trọng trách của quản lý diễm phạm phải nói là đến bây giờ thì thật sự quá là lớn thưa mọi người thì các quý vị cũng biết là quản lý diễm phạm trong cái thời gian mà từ ngày chị phi nhung qua đời cho đến ngày hôm nay đã trải qua những cái giai đoạn cực kỳ khó khăn vì có những cháu rất là nhỏ thưa quý vị có những cháu có vài ba tuổi khi chị phi nhung nhận về còn rất là nhỏ cho nên là lúc nào cũng cuốn quýt bên mẹ phi nhung có những lúc mà chị phi nhung đi xô chưa về thì luôn mồm là cứ hỏi là mẹ phi nhung đâu thế là chỉ cần nói là mẹ đi diễn xô mẹ sắp về rồi thì bé lại tiếp tục chơi nhưng kể từ ngày chị phi nhung của chúng ta đã qua đời cho đến ngày hôm nay thì các quý vị có biết không ạ à? có những cháu nhỏ bến bây giờ vẫn hỏi mẹ nhung đâu cũng chỉ biết trả lời rằng mẹ đi xô chưa về à, thực ra quý vị ạ à, rất là tội cho các cháu vì chị phi nhung thật sự chăm lo cho các con hết mình luôn cho đến ngày hôm nay chị phi nhung thì chị ấy không còn nữa âu cũng là một cái thiệt thòi cực kỳ lớn cho đàn gà con à, thay vào đó thì cho đến ngày hôm nay quản lý diễm phạm thì lúc nào cũng sát xa sao lúc nào cũng cố gắng và để chăm lo cho các con uh, cho đàn gà con cho đến ngày hôm nay thì cái câu chuyện hôm nay vượng muốn kể cho quý vị nghe là um, quản lý diễm phạm đã dẫn các con đi tắm biển rất là vui nhưng ở trong cái vui đó chúng ta có thể nhìn thấy được những cái nỗi buồn không hề nhẹ ở trong đó bởi vì uh, nếu mẹ phi nhung còn thì các con đến ngày hôm nay thì uh, chúng ta vẫn cảm giác như là rất là hạnh phúc rất là êm đềm bên nhau. Nhưng từ ngày chị Phi Nhung qua đời thì quản lý Diễm Phạm thật sự với quý vị là quá vất vả luôn. À, phải tổ chức đi lay show cho các con, cho Tuyết Nhung Thiên Ngân này. Phải quản lý tất cả cái quán chay này. Thì quán chay tạm thời đến bây giờ thì giao cho Đức Hiếu. Nhưng mà cái việc mà quản lý các con ấy, mà chăm lo cho các con ấy thật sự quản lý Diễm Phạm quá vất vả. Cho nên chúng ta thật sự đến ngày hôm nay chúng ta mới biết được cái giá trị của quản lý Diễm Phạm quá tuyệt vời thưa các quý vị cho nên là mọi người chúng ta ở đây có những câu chuyện chúng ta nói để mà chúng ta chia sẻ cho nhau để cùng nhau nâng đỡ nhau và giúp cho đàn gà con có được một cái phát triển mạnh mẽ có được một cái sân chơi lớn và có được một cái tương lai sáng ngời ở phía trước và đến sau này thì uh, trong những cái câu chuyện trước đây những câu chuyện lùm xùm xảy ra của tuyết nhung thì các quý vị cũng biết rằng là nó rất là đau lòng đối với tuyết nhung cũng như quý vị khán giả đúng không ạ vì chúng ta đang đi theo con đường tức là gì ạ chúng ta đang đi theo một cái hướng đó là ủng hộ cho đàn gà con thì cũng mong muốn sao đàn gà con có được một cái cuộc sống vững chắc có được một cuộc sống vui vẻ vui tươi và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống thì tất cả mọi người chúng ta hãy đồng lòng cố gắng ủng hộ cho đàn gà con. Cái thứ hai là hãy khích lệ cho quản lý diễm phạm để cho quản lý diễm phạm có nhiều động lực để cho um, anh ấy có thể là quản lý cũng như dạy bảo đàn gà con thật tốt sau này thưa quý vị. Thì cho đến ngày hôm nay quản lý diễm phạm các quý vị ạ à, um, rất cực kỳ là vất vả nhá. Một hướng thì uh, lo cho các bé nhỏ này, lo cho đàn gà con bé này. Một hướng thì uh, Ừ, cũng phải chạy ngược chạy xuôi để lo cho các con, của, tức là lo cho Tuyết Nhung và Thiên Ngân để có được những cái lai show muốn thành công muốn được uh, chọn vẹn thì phải có quản lý Diễm Phạm đứng đằng sau luôn hỗ trợ và luôn đưa đón cho các con đến uh, nơi này nơi kia để biểu diễn cái đó chúng ta mới càng phải tôn vinh nhiều cho quản lý Diễm Phạm thưa quý vị đến hôm nay thì thật sự là vượng hạnh cũng cảm thấy được cái tình yêu thương ở cái tình yêu thương của quản lý diễm phạm đã dành cho đàn gà con không hề nhỏ thưa quý vị có những lúc thưa quý vị là có những lúc uh, vượng hạnh nhìn thấy quản lý diễm phạm bơ phở hết người cái việc đó thật sự là cũng chạm đến trái tim của rất nhiều người thưa quý vị vì chúng ta chỉ là những cái người hâm mộ và theo dõi thì chúng ta cũng chưa chắc chúng ta đã hiểu được cái cảm giác uh, cật lực mà phải chạy ngược chạy xuôi còn đâu có phải là riêng cái lai like show đâu có phải là riêng đưa các con đi hát chỗ này chỗ kia đâu có phải là chăm lo cho các con ăn uống học hành nữa đôi khi các con còn ốm đau thưa quý vị đôi khi các cháu còn ốm đau rất là khổ cho nên quản lý diễm phạm nói thật sự thưa quý vị khi người ta đưa cái video lên người ta cười nói chúng ta cảm thấy rất là bình thường nhưng những cái lúc mà quản lý diễm phạm phải đối diện với những đứa con bị ốm, bị đau, bị mỏi mệt. Ở đằng này thì thúc xô, đằng này thì con ốm. Những cái điều đó chúng ta phải nhìn ra được cái cái thực tế thưa quý vị. Cho nên ngày hôm nay Vượng Hạnh muốn các quý vị đang theo dõi kênh Vượng Hạnh. Chúng ta hãy cùng nhau đồng lòng bảo vệ đàn gà con. Cũng như nói lên những cái điều mà những người nào xúc phạm tới đàn gà con. Đúng không ạ? Cho nên mấy cái clip trước Vượng Hạnh làm, những cái clip nói về những người tại sao Vượng Hạnh phải nói về những cái người nói xấu Tuyết Nhung hay là bôi nhọ Tuyết Nhung như vậy. Vượng Hạnh đều nói không sợ gì cả, phải nói cho họ biết để họ cảm thấy rằng những cái lời nói của họ khi nói ra đó cảm giác như không có học thì họ mới không dám mỉa mai nhiều. Thưa quý vị có một số bác cũng bảo với vượng hạnh là không cần phải nói đến những dạng người đó nhưng thưa nhưng thưa bác là không ạ à, vẫn phải nói và bởi đó là cái người người ta ít học và thiếu ý thức thiếu kiến thức thì mình phải bồi thêm đúng không ạ à? cho nên hôm nay uh, nhân đây thì vượng hạnh cũng mong muốn quý vị khán giả cùng với vượng hạnh chúng ta hãy đồng lòng đồng hành tiếp cùng với đàn gà con mong sao cho các em các cháu uh, được phát triển được khôn lớn và mạnh mẽ trong tương lai. À, tức là ở đây thì chúng ta muốn nhìn nhận sâu hơn một chút, đó là đàn gà con của chị Phi Nhung, vì chị Phi Nhung sống uh, rất là tình người, có đạo đức, nhân văn, lịch sự đó và đặc biệt là tính thương người. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ phải hiểu được câu chuyện này thì chúng ta sẽ yêu đàn gà con hơn rất nhiều, thưa quý vị cho nên một nhắc một điều nữa vượng hạnh cũng xin nhắc một điều nữa là chúng ta hãy động viên thật uh, mạnh cho quản lý diễm phạm mong cho anh ấy sẽ luôn sát sao cận kề và luôn đồng hành với đàn gà con đặc biệt hơn là hãy chúc cho quản lý diễm phạm có một cái sức khỏe thật là lâu bền để uh, chăm lo cho các con để mong cho các con sẽ trưởng thành sẽ khôn lớn mai sau đó là những cái điều mà ai cũng mong muốn nếu như mọi người yêu mến đàn gà con thì ai cũng mong muốn điều đó đúng không ạ? Thưa quý vị thì những cái điều đó là những cái mong muốn của Vượng Hạnh chắc hẳn là các quý vị khán giả cũng rất là mong muốn như vậy đúng không ạ? Cho nên Vượng Hạnh cũng mong các quý vị của Vượng Hạnh cũng như của đàn gà con, đặc biệt là các quý vị phải giữ gìn sức khỏe. À, còn cái công việc của các quý vị thì à, đặc biệt là các quý vị phải thật là cố gắng để thành công. À, còn thì và cái thứ hai là phải vui vẻ trong cuộc sống để giữ lấy cái hạnh phúc của gia đình của chúng ta. Và Vượng Hạnh cũng xin được cập nhật tới đây. Xin được cảm ơn các quý vị trong suốt thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ cho Vượng Hạnh TV. Điều đó Vượng Hạnh rất cảm kích vô cùng. Và xin chúc cho mọi người có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Mọi người xem trên này ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ. Đừng quên nhấn chuông ủng hộ cho Vượng Hạnh. Xin cảm ơn quý vị.